Mẫn. Mẫn. Dạ. Dạ. Mày bị gì vậy? Hay là mày bị ốm nghén? Tao thấy giống lắm đó nghe. Không ăn được cá thịt mà cũng không nấu nướng gì được luôn. Mày bị hôi cơm tanh cá rồi. Dạ, không phải đâu chị. Chắc là em bị đau bao tử. Đừng có giấu tao. Không có cãi được tao đâu. Với thằng nào mày ở cái quán này không? Dạ, không có đâu chị. Thôi 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 thôi, đừng có chối lia chối lịa. Tao tưởng mày hiền ngoan, ai về cũng ẩu tả quá chừng. Cái Mẫn này á, đi bán cà phê ôm thì hợp hơn á. Dạ không phải đâu chị, chắc là em bị đau bao tử. Đừng có giấu tao. Không có cãi được tao đâu. Với thằng nào mày ở cái quán này không? Dạ không có đâu chị. Thôi 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 thôi, đừng có chối lia chối lịa. Tao tưởng mày hiền ngoan, ai về cũng ẩu tả quá chừng. Cái Mẫn này á, đi bán cà phê ôm thì hợp hơn á. Hèn gì, Xuân muốn chết à? Dạo này bán buôn ế ẩm quá à. Chắc tao phải cho mày nghỉ quá Mẫn ơi. Hay thôi, mày nghỉ luôn bữa nay cho rồi. Chị ơi, mày vô trong nhà tao tính lương cho. Mẹ ơi, con phải đi xa nhiều ngày. Mẹ ở lại phụ hộ độ trì cho tía khỏe mạnh nha má. Con khổ tâm quá má ơi. Tối đi đâu vậy? Bay đừng có nói với tao là bay đi Sài Gòn à nghe. À, con nhỏ này, hôm nay mày dám ngang bướng với tao hả? Mày ở nhà. Mày, mày mà bước ra khỏi cửa tao đập què vô mày. Tao phải nói làm sao thì mày mới chịu nghe đây hả? Mày. Mà mày muốn đi đâu? Tại sao mày nhất định phải đi chứ? Bộ có thằng nào dụ dỗ mày phải không? Thằng nào? Mẫn, nói cho tía nghe, thằng nào dụ mày lên Sài Gòn phải không? Thằng nào? Nói. Vậy đâu có ai đâu tía. Không có ai mà sao bay cứ một mực đòi đi. Bộ mày chán cái cảnh nhà này rồi hả? Bộ mày, mày hết thương tía rồi hả Mẫn? Tía ơi, tía hiểu cho con đi tía.
Thôi được rồi, con lớn bụng rồi, ủ trong nách biết làm sao mà được. Mày tự do đi, mày muốn đi đâu thì mày đi, đi luôn khỏi về cũng được. Rồi như tiếng không bề gì thì mày cứ để cho chồng sống người ta lo. Vậy đi, đi đi, đi đi, đi mà trốn cái nghèo. Đi đi. Tiên ơi, Tiên, mày đừng có làm bộ làm tịch với tao nữa. Đã chuẩn bị hết rồi thì đi đi, đi cho kịp tàu kịp xe. Dạ Tiên ơi, Tiên con... Tao chỉ buồn có một nỗi, nếu tao không về bất thình lình thì tía con mình đâu có dịp nói với nhau một lời từ biệt. Mày đoán hậu thiệt mà. Tiên, Tiên ở nhà mình giỏi nha Tiên. Ôi, ta buồn, ta đi lang thang. Lang thang tìm em. Ê, đứng lại. Bắt quả tang nha. Đi đâu đây? Tính qua sông hả? Tại sao phải qua bên đó mần mướn vậy? Cả cái cù lao này hết việc cho bà làm rồi hả? Hả? Trả lời đi. Nhanh! Xỉn rồi thì về nhà ngủ đi. Ê! À, tôi hỏi đi đâu? Trả lời sao cho tôi lọt lỗ tai nghe chưa? Tôi không có giỡn với anh đâu. Giỡn. Tránh đường ra cho tôi đi. Tôi nói cho bà biết, lạng hoạn đi qua bển á là bị tụi xấu đóng thùng bán xuất ngoại mần gơ á. Mà bà biết mần gơ là gì không? Bà lụa xém xém bị đóng thùng, coi chừng á. Bà hay hay chuyện đó chưa? Chuyện của tôi á, tôi còn lo chưa xong nữa. Thôi đừng mà lo chuyện của người khác, trễ xe tôi rồi đó, tránh ra cho tôi đi. Tôi nói cho bà biết nha, tôi nè Úc Lệ thề độc hỏng khi nào để cho gái cù lao này bước qua bên kia xong, thề độc luôn á. Vũ bà lộ là tôi quê lắm rồi nha. Đi về, đi về nấu cơm, gói cơm gói bánh đi. Từ từ rồi bà kiếm được tấm chồng giàu, từ từ rồi á, tôi chắc chắn luôn, ông hai ruộng ông sẽ bớt mê chơi, ổng đem chầu cao qua cưới bà. Ông thích hai ruộng hả? Hay à, tôi điều hành thằng khác qua hốt bà nha. Ha. Thiệt, dạo này tôi uy tín gần gần luôn á. Còn bây giờ đi về đi, về nhanh đi. Anh nói điên nói sản gì đó, anh đứng chàng rạng đó, tôi đạp anh chết giờ. Tránh đường ra cho tôi đi. Không. Ê, đứng lại. Tránh ra, làm gì vậy? Ê, buông ra. Trời ơi, con gái con đứa gì mà cái bụng chạy mạnh vậy? Buông ra. Bà ở yên đó nè, tôi gọi cho anh vợ tôi. Ờ, hai Dụng. Hai Dụng. Hai Dụng số mấy? Hai. Ê, lỗ. Mở.